Ngoài hiên giọng mưa thu tí tách rơi, trời lắng u buồn mây hắc Hên mà chạy về kịp á, không là ướt nhẹp. Ủa ba ơi, mẹ có nhà không ba? Mẹ con ra ngoài rồi. Nói rồi. Mẹ ra ngoài rồi sao con xin đóng tiền học được? Ba, mẹ cho con tiền đóng tiền học nha ba. Trước khi đi mẹ đã dặn ba là không cho con tiền. Ủa, chứ mẹ nói gì là ba phải nghe lời như vậy hả? Ba phải có chính kiến riêng của mình chứ. Con trai à, con hãy nhìn những giọt mưa rơi đi. Hay lắm đúng không? Là sao ba? Con hãy nhìn đi. Những giọt mưa rơi ngoài hiên tí tách rơi. Ngoài hiên giọt mưa tu tí tách rơi. Trời lặng u buồn mây hắc hiu ngừng. Những nhà khác đâu có đàn ông nào nghe tiếng mưa rơi như ba đâu. Có lẽ con người càng lớn tuổi sẽ càng cư xử ngược lại với giới tính của mình. Nghe hơi kỳ nhưng đó là sự thật. Nếu đó là do tác động của hormone thì trong người của ba tôi, hormone nữ đang bắt đầu phát huy đến mức kỳ lạ. Anh bị gì vậy? Bị gì là gì? Đàn ông đàn an cái gì mà em thấy thoa kem dưỡng da hơn một tiếng đồng hồ rồi chưa có xong á. Có thể đừng thoa vậy nữa được không? Nè, anh lại uống cái thuốc đó nữa hả? Thuốc của bạn anh mua mà, nó mua nước ngoài đằng đó. Anh có hỏi thằng sĩ chưa mà uống? Nước ngoài thì nước ngoài chứ, mình đâu có biết trong đó là thuốc gì. Bạn nói thuốc này tốt lắm, chắc chỉ là thuốc bổ bình thường thôi. Ủa? Sao bà nói đi hớt tóc mà sao còn ngồi ở đây? Ủa ba khóc hả? Sao vậy ba? Con có coi bộ phim này bao giờ chưa? Phim là sao ba? Phim này phim gì nó buồn như phim đẹp. Dạ em chào anh, mình có chọn xử lý nào cắt trước cho mình không ạ? Tụi tôi lần đầu tiên tới đây chỉ muốn hớt tóc bình thường thôi. Dạ rồi, vâng, em mời anh ngồi chờ đây lát với em nha. Dạ rồi. Coi kiểu hả bà? Ủa, Nguyên. Ủa, cô giáo. Em chào anh. Ủa, anh tới đây làm cái gì vậy? Vô tiệm hớt tóc lẽ đi ăn còn hỏi. Cái thằng này nói chuyện kiểu nó hay giỡn với em vậy anh. Cô giáo có tới để hớt tóc hả? Dạ không, bữa nay em tới gọi đầu. Dạ. Em mời một người vào cắt trước ạ. Bà nhường con vô trước nha bà. Ừ, con vô đi. Dạ, em mời. Ủa, hôm nay anh tính làm kiểu tóc kiểu gì vậy? Thật sự ra tôi cũng chưa biết nữa. Cho nên bây giờ coi catalog coi hết kiểu nào hợp với tôi nè. À, hợp với anh hả? Có bao giờ anh thử uống tóc chưa? Ôi, đàn ông trai ai uống tóc bao giờ? Không có đâu anh. Tại vì á, uống tóc nha, làm tóc mình dày hơn nè, bồng bềnh, dễ tạo kiểu hơn nữa. Với lại em thấy hả, đâu phải con gái mới uống tóc đâu bây giờ hả? Con trai cũng uống tóc nhiều lắm á, giống như là mấy cái ca sĩ nam nè, nghệ sĩ rồi đó. Đã uống tóc nhiều lắm á, bên nước ngoài như là Việt Nam mình bây giờ là uống tóc lên là nhìn hả gợn gợn. Mà khi tóc anh dài ra ha là sẽ không có thấy tóc anh dài ra luôn mà nhìn bóng đẹp lắm luôn á. Ờ ha, cô giáo nói tôi mới để ý nha. Để thử một lần coi sao. Dạ. Trời ơi, không ngờ cô giáo cũng thích coi phim Bố Là Tất Cả nữa ha. Dạ đúng rồi, phim đó hay mà. Vui cũng có, buồn cũng có đúng luôn. Đúng rồi đó, anh thích lắm, không bỏ sót tập nào, hòa mình theo từng phân đoạn. Xong chưa ba?
Ba còn uống tóc hơi lâu, con về trước đi. Ôi, hết thời ba nghe lời ba điên này. Thằng nói gì vậy? Đi đi, về đi. Bye bye nha, về nhà gặp nha. Cô giáo, dạ. Cô giáo có biết tại sao mà ba Thuận lại khóc trong đám cưới của Minh Thảo không? Ồ, anh không biết hả? Không. Ồ, vậy là tập trước mà anh không coi hả? Không, anh bị bỏ sót tập trước, tức dễ sợ luôn nè. Trời ơi, tập trước không coi là không có hiểu đâu nha. Hay là em có liên nghe YouTube tập đó nè, em gửi cho anh coi ha. Không mấy á, chừng nào hai anh em mình xong á, về nhà em đi, hai anh em coi chung. Thôi vậy đi, chứ từ nãy giờ có người không được vui. Em về đây nè. Hello em. Ủa? Ừ? Anh ăn mì tôm hả? Ừ. Thôi, mọi người đang ăn mì tôm nữa, ăn gà rán đi, anh Ngọc đem qua rồi nè. Hả? Anh gửi xe xong anh vô liền á. Ông đó hôm qua đây chi nữa vậy? Hả? Sao vậy? Mày năn nỉ vật tay từ sáng đến tối nữa rồi, khổ tôi rồi. Không có đâu, anh qua đây anh coi phim chung với em cho vui á. Thiệt không? Ừ. Xin chào mọi người. Chào anh. Anh, đợi em xíu nha, em chạy lên lầu lấy laptop. Chạy nhanh dữ vậy. Chào em. Dạ, mời anh ngồi ạ. Mọi người thấy hôm nay tóc anh đẹp không? Kiểu này bên Thái đẹp lắm nè. Nhìn hổng đồng hàng với ai luôn á. Cảm ơn. Anh có mua gà cho mọi người nè. Cảm ơn. Hết hồn luôn con quỷ. Sao mi nó chạy như một cơn bão vậy? Con quỷ đó nó vậy đó. Thôi tụi em không khách sáo nha. Nè, phần của em nè. Đây. Cảm ơn. Mai. Em đang làm gì vậy? Em đang sơn móng tay. Cho anh mượn một cái được không? Đây. Đó, anh muốn lấy nào anh lấy. Màu ngọt quá. Đoạn này nó xúc động quá à. Nó sắp chia tay kìa. Ủa, làm gì mấy đứa tụ tập đông đủ quá vậy? Dạ, dạ có liệu. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô hả Ngọc? Con tới chơi chút rồi, rồi con về. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Bị sao vậy? Nó nói chuyện với cô nó qua khúc cảm động mà con khóc bù. Hai nó quen lại rồi kìa. Dễ thương. Em thấy tóc hôm nay đẹp không? Anh mới uống đó. Tóc anh bữa nay bị cái gì kỳ vậy? Hả? Anh uống đẹp mà. Trời đất ơi, cái nhìn mà thấy ghê quá vậy nè. Anh đi giữ thẳng ra liền cho em coi. Thôi, tóc này đẹp mà, vũ làm chi? Đẹp cái con khỉ á, nhìn thấy mà ghê à. Mẹ ơi, cho con nè. Gì vậy ba? Con thấy ba đẹp không? Ba mới uống đó. Con tưởng ba ăn mì gói mà để luôn trên chển. Mẹ ơi, cho con 50.000 đi. Cảm ơn. Chắc từ nay về sau con khỏi ăn mì gói luôn. Kỳ vậy, ai cũng nói tóc mình đẹp mà ta. Anh để nguyên đó cho em. Cái gì nữa đây? Trời đất ơi, anh bắt chước ai mà đi sơn móng tay vậy nè? Anh sơn để cho nó bảo vệ móng khỏi bị trầy xước. Bảo vệ cái con khỉ á? Bây giờ còn bị đặt sơn móng tay nữa. Không mấy anh lấy đồ trang điểm của em kìa. Anh đánh đồ trang điểm của em lên, đánh son, đánh phấn lên luôn rồi mặt đầm của em luôn đi. Em làm gì mà giận dữ vậy? Đây là mốt hiện đại thời trang của đàn ông đó. Lúc này là em thấy kỳ cục lắm phải chưa?
em không cần biết, chùi liền lập tức ngay cái bộ móng. Thôi đừng có chùi, anh cực khổ lắm á. Thôi bằng tay đi. Thôi mà. Mẹ ơi, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Cái gì? Ủa ba mẹ làm gì vậy? Tiền học của con chứ gì, ở trên bàn kìa. Thôi mà, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Rồi. Ngồi yên cho em, mốt gì mà kỳ cục à. Trời ơi, sơn cái gì mà dày quá, nó dày nè, chùi hoài cũng không ra nữa. Nhẹ nhẹ đau tay anh đó. Ngồi yên, đưa đi. Ôi, công sức của người ta mà. Thấy mà ghê à. Thuốc này đa số thành phần là estrogen không chị? Là cái estrogen mà người ta kêu là hormone nữ đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, anh uống mà không cần chỉ định của bác sĩ luôn hả? Như vậy là không được đâu. Chị đã khuyên anh bao nhiêu lần là không được uống mà anh không có nghe lời chị. Thiệt tình luôn à. Lúc nãy hai đứa có thấy người phụ nữ mông to đó không? Cứ tưởng là bà ta xấu được nhiều đồ ăn hả? Công nhận á, là anh giỏi thiệt luôn á. Chắc chắn mai mốt em phải đi shopping nhiều với anh mới được á. Thôi bây giờ mình đi tìm quán chỗ nào uống nước đi. Anh khao hai đứa. Dạ sữa. Trời ơi, đồng thanh quá ha. Đúng là hiểu nhau ghê á. Bây giờ anh sẽ khao hai đứa chịu không? Yeah. Em biết có quán trà sữa này ngon nhất Sài Gòn luôn á. Vậy mình đi liền đi. Dạ. Gì vậy? Ra liền. Ủa, chị tới rồi hả? Hello em. Trời nắng quá hả chị? Nắng muốn chết luôn á. Cho chị xin miếng nước nha. Ây da, ơi, ơi, ôi chết chết. À. Ôi, chết rồi. Gì và nước đâu tùm lum vậy ta? Mới đổ cà phê. Ủa, đâu chiếc giày nữa rồi ta? Ủa, chiếc giày này là của anh hả? Sao cô giữ nó vậy? Bộ cô khoái ngửi mùi giày của tôi hả? Không có. Tại nãy lỡ làm đổ cà phê lên. Cái gì? Sao phụ nữ con gái gì không ý tứ hết trơn? Xin lỗi nha. Thầy để em lau cho chị. Thôi để chị lau cho. Đây chú, con lau cho chú. Được rồi, để chú lau cho. Chị, em lau cho chị lên dậy đi, trễ hả? Thôi để chị lau cho. Không sao đâu, chị làm mà chị phải có trách nhiệm. Vậy thôi, em vô làm việc nha. Thưa chú, con vô làm việc. Hôm nay cô làm sao vậy? Cô bị gì hả? Bị gì? Thì thường ngày á, cô đổ rác, bắt người ta hốt không à. Hôm nay làm gì có trách nhiệm gì vậy? Anh nói gì là sao? Nè, anh đừng có suy bụng tao ra bụng người nha. Tôi là bình thường á, tôi là biệt danh của tôi là My, có trách nhiệm á. Quá ra cô không phải là người vô trách nhiệm ha. Nè, cô... Đưa đây. Vô trách nhiệm cái gì? Tôi làm, tôi chịu. Tôi là My có trách nhiệm đó nghe chưa? Nhưng mà cô My có trách nhiệm thôi. Giày của tôi á, không phải lau xong là mang được đâu nha. Bây giờ cô tính sao cô My trách nhiệm? Cô ơi, chuyện nào xong vậy? Trễ giờ đi làm của tôi rồi nè. Sắp xong rồi, ráng đợi tôi một xíu đi. Rồi, xong rồi nè. Mang ra đi. Wow, nhìn bóng láng ha. Cô đúng là có khiếu thiệt á. Tôi khuyên cô nên đổi nghề đi. Anh ấy móc tôi á hả? Kìa, nhìn chiếc giày anh đi, anh tin tôi là người có trách nhiệm chưa? Tôi nói được là tôi làm được đó nha. Nhưng mà cô ơi, nhìn kỹ nè nha.
bóng loáng, sần sùi, dơ quá. Cô lỡ có trách nhiệm rồi, đánh dùm đôi này luôn đi. Anh giỡn mặt cái tôi á hả? Tôi giỡn thôi. Cô được có trách nhiệm lắm á nha. Mà cô nè. Gì? Mặt cô bị dơ á. Dơ cái gì? Hết chưa? Ừ, hết rồi. Ừ, nè tôi là người có trách nhiệm lắm á nha. Đúng rồi, cô là người có trách nhiệm. Cảm ơn nha, cô My trách nhiệm. Cô dạy gì mà kỳ vậy? Chạy 20 phút rồi đó. Học không dạy thì học được bao nhiêu? Nhưng mà thật ra hôm nay cô không có đi trễ đâu. Ủa, cô thích biệt danh bà điên lắm hả? À mà cũng phải, cô rất hợp với biệt danh đó mà. Cái gì? Em đang khiêu chiến với cô hả? Chứ bộ đây là cái kiểu trang điểm mới hả? Sao anh nghĩ đó là một biến chứng? Tôi đề nghị anh phải kiểm tra lại thật chính xác. Có gì báo tôi nha. Ủa, xin chào. Vậy nha, tôi đề nghị anh phải kiểm tra lại. Đồ chứ chảnh chẹ, làm như có xe hơi là hay lắm hả? Tôi nói rồi mà. Đợi tôi chút, đợi tôi chút. Chuyện gì vậy? Không biết nữa, sao mới đụng nhẹ mà sao cái xe nó kêu dữ vậy? Cô đụng bằng cái gì? Bằng chân. Bằng chân? Cô nói gì? Cô đụng bằng chân mà xe tôi móp vậy luôn á hả? Ủa, sao nó móp dữ vậy? Sao nó móp dữ vậy luôn hả? Tôi mới đụng nhẹ thôi à. Đụng nhẹ hả? Tôi không cần biết cô đụng bằng cái gì mà cô làm xe tôi móp như vậy. Cô phải chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi, từ đây về sau tôi không dám gì nữa. Xin lỗi là xong vậy đó hả? Cô phải chịu trách nhiệm với nó. Nếu như cô không chịu trách nhiệm, làm việc với chính quyền đi. Tôi nói vậy thôi, nhưng mà tôi là người có trách nhiệm lắm. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói được thì phải làm được. Cô giải em tôi bài này coi. Cô lên cơn điên nữa rồi hả? Chú về nữa. Tôi đang kẹt coi, vụ gì vậy? Anh Julien mới lãnh lương á, nên là mời tụi mình đi ăn. Mùa mau về về nha. Vậy hả? Mà giờ kẹt coi về không được. Thôi mấy mọi người đi ăn đi. Mà nhớ nè, là đem đồ ăn về cho tôi nha. Rồi rồi, ok, biết rồi, ok. Anh Quốc ơi, Julien ơi, nhanh lên. Sao mà xui dữ vậy nè? Ra coi, đi ra. Cô làm gì vậy? Thì sửa cái lỗ hổng xe anh nè. Cái gì? Cô sửa bằng cái này hả? Sao cô nói cô chịu trách nhiệm mà? Bây giờ cô sửa bằng cái này cái hút bồn cầu mà. Thì bồn cầu thụt được thì cái này cũng thụt được thôi. Chứ giờ tôi hết cách rồi. Wow, cô hay thiệt á nha. Sau này á, cô làm thợ dưới xe được á, chỉ cần cây thụt bồn cầu này ấn vô chỗ lõm thành chỗ lòi luôn nè, láng mịn ha. Gì, đâu phải chỗ này đâu. Được rồi, cảm ơn cô. My đúng là người có trách nhiệm. My trách nhiệm. Không phải, chỗ đâu phải chỗ sau này. Sau này á, có gì tôi đi mời cô ăn sau nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Nhưng mà chỗ lõm đâu phải đây đâu. Vậy là quá đẹp lắm rồi, không che đâu được nè, láng con nè, thấy chưa. Có gì tôi mời cô ăn sau nha, bây giờ tôi phải đi rồi nha. Ủa nhưng nè, tôi đã nói không phải chỗ này rồi đó nha. Em muốn có chuyện gì là anh chịu trách nhiệm, tôi không có biết gì đâu đó nha. Tôi cảnh cáo trước rồi đó. Thoát nạn rồi. Alo, Mai hả? Tôi đi được rồi nha. Ừ, nhắn tin tôi địa chỉ nha bà.
Ok ok bye bye. Thả người. Ơi. Thì mai mốt đừng có uống nữa nha. Mi mi ơi là mi. Tại anh chứ ai nữa. Biết sự lượng nó rồi mà hả, cứ cạn ly với nó hoài à. Tại mi đòi uống với bộ cho anh có ép đâu. Nè nè, tại cái gì? Tại ông đâu quốc chứ tại ai. Mi này. Ở đây quá cần câu rồi, tầng 2, tầng 3. Đi về nha. Nhậu lên lầy vậy mốt được cái nhậu nữa. Xong cho tôi đi tầng 2 à. Khi vậy tôi không có tiền cái gì. Mà đúng rồi, hết tiền đi tăng 2 rồi. Ủa? Miếng sao ăn được tăng 1. Chào anh Sĩ, chào anh Hải. Cái gì? Tôi là Sĩ, đây là Hải. Tôi là Hải. Chào anh Hải, chào anh Sĩ. Cô làm gì uống say dữ vậy? Thôi tụi tôi về, mọi người đưa cô ấy về cẩn thận nha. Bye bye. Bye. Nhưng mà có tên Miếng sao mình... ăn được tăng 1. Quá ai xem. Mà vừa lái xe máy vừa nghe điện thoại vậy? Dạ, sao không? Dạ, em xin lỗi em. Cẩn thận lần sau nha. Trời, con My nó xỉu luôn rồi nè. Hả? Ơi, My! 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 Chết rồi. Quốc ơi! My ơi! Quốc ơi! Tiêu rồi, tiêu rồi. Giờ làm sao đây? Tỉnh rồi hả? Hôm qua anh Sĩ, anh sao rồi? Hả? Còn nhớ hả? Tại bồ người ta đi cấp cứu đó. Cấp cứu luôn hả? Em á, em hư lắm á nha. Vì em mà người ta phải nhập viện mà anh nghe nói là cái chỗ đó bị thương nặng lắm á. Trời ơi, ai biểu ông bay ra để bị thương chỗ đó vậy? Ông phải biết bảo vệ nó chứ. Tôi nói nha, cái chỗ bị thương chỉ cần nhích chút xíu nữa thôi á, coi như đời trai của ông đi luôn á. Thì cũng may nhờ cái này đỡ nè, mà bể tan nát hết trơn rồi, không biết có thay được không ta. Đâu, để tôi coi. Đó. Hơi, đúng là tan nát hết rồi. Đành chịu biết sao giờ. Tôi chia buồn của ông nha. Tôi xài chưa được bao lâu hết trơn á, mà bây giờ bể tan nát như vậy. Ai biểu làm anh hùng làm gì. Ok, tôi tới liền. Ông nằm nghỉ đi nha. Ủa, cô tới đây làm chi vậy? Tôi xin lỗi anh nha. Tôi không có cố ý nghe lén chuyện của anh đâu. Nhưng mà tất cả mọi chuyện là lỗi tại tôi. Cũng tại tôi mà đời trai của anh tan nát hết rồi. Đời trai? Tôi xin lỗi. Đời trai tan nát hết rồi. Xin lỗi anh. Dù là vậy nhưng mà cũng do tôi hết. Anh vì cứu tôi mà anh mới bị vậy. Chắc có lẽ có thể đây là định mệnh của tôi. Định mệnh hả? Về hoài tôi không biết phải làm sao nữa. Không sao đâu, cô cứ về đi, tôi đã quen với sự cô đơn rồi. Anh đừng bỏ cuộc, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng có bỏ cuộc, cố gắng lên nha.
Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Chết rồi. Sao tự nhiên tôi nói giọng máy vậy trời? Anh thấy trong người sao? Thấy trong người yếu lắm. Tôi kêu bác sĩ nha. Tôi đi kêu bác sĩ không nha. Không cần, không cần. Cô cứ đứng đây. Trong giờ phút hoảng loạn này, cô có thể giúp tôi một chuyện còn được không? Giúp cái gì tôi cũng giúp anh hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giúp cái gì tôi cũng giúp anh hết. Chờ anh nói cái gì cũng được. Tại tôi là... tại tôi anh mới ra nông nội. Anh muốn gì? Bác sĩ anh nói đi. Tôi muốn cô chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi đó nha. Chịu trách nhiệm hả? Đúng rồi. Cô phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Cô có chịu trách nhiệm không? Cô đồng ý chịu trách nhiệm rồi đó nha. Nếu như cô chịu trách nhiệm mà cô khóc như vậy, tôi cũng đâu có thấy vui. Chịu trách nhiệm em. Chịu trách nhiệm. Tội nghiệp ảnh thiệt luôn á. Anh không tưởng tượng được nếu anh bị vậy sao luôn. Vậy là cái đó thiệt tình là không có cách nào cứu chữa được hả? Không chữa được. Thương cảm cho số phận của người đàn ông. Không lẽ bây giờ đến cuối đời anh sống như một thái giám sao em? Hiện tại là như vậy thôi. Nhưng mà sau này nếu như mà khoa học phát triển á, có bác sĩ giỏi á, bác sĩ giỏi sẽ vượt lên được cho ảnh, nên ảnh hết bệnh. Vì sao lúc nãy bồ nói là không có cách nào? Ủa? Cô tới... Ủa? Nửa đêm cô tới đây làm gì vậy? Tôi tới đây chịu trách nhiệm. Hả? Tôi sẽ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh yên tâm nha. Tôi biết rồi. Tôi ghi nhận tấm lòng của cô là được rồi. Cô không cần phải làm vậy đâu. Sao? Trách nhiệm mà. Tại tôi anh không bị như vậy. Tôi phải chịu trách nhiệm. Thôi. Dạ đây là điện thoại của anh sĩ. Anh sĩ không có ở đây. Giờ bác sĩ đang ở đâu vậy? Có chuyện gấp lắm, cô mau chuyển máy ảnh đi nhanh lên. Không biết anh sĩ đang ở đâu nữa. Bệnh nhân đang cấp cứu đó, nhanh lên. Vậy hả? Dạ, tôi biết rồi. Nè, bộ cô tưởng bị vậy thiệt luôn hả? Mà cũng quá đáng lắm luôn. Nó biết người ta hiểu lầm, phải giải thích rõ ràng chứ. Tại cổ khờ quá chứ bộ. Người ta chịu khó để ý chứ biết rồi. Mà đúng là mất cười thiệt luôn á. Nhưng mà cậu biết ông bị vậy rồi mà còn chịu đòi chịu trách nhiệm nữa hả? Thì đó. Đúng là cô mày hiếm có lắm luôn đó nha. Không biết tại sao cổ vậy luôn á. Đỗ tiến sĩ. Vô liêm sĩ. Mia, tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Tôi biết lần này tôi giận hơi quá đáng. Giận quá đáng hả? Từ trước giờ tôi có bao giờ tôi làm gì tổn hại đến anh không? Anh làm gì anh giận kiểu đó? Anh có biết là tôi sợ tôi hết hồn tụi anh bị thiệt không? Anh nghĩ sao vậy? Hay là anh nghĩ tôi là cái đồ hả dở hơi, cái đồ ngu ngốc lắm đúng không? Cho nên anh nói gì cũng tin anh mới giận tôi vậy chứ gì? Không có, tôi không nghĩ cô vậy đâu. Không nghĩ vậy mà anh giận vậy hả? Anh quá đáng vừa thôi chứ. Nào, nghe tôi nói nè. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại vì chắc là tôi thấy cô hơi lạ, cho nên tôi mới giỡn như vậy. Chứ thật tình thì tôi không cố ý làm tổn thương cô đâu. Ông cố ý làm tổn thương tôi hả? Với lại tôi xin lỗi, lần này tôi biết tôi giỡn hơi quá đáng thôi.
Bây giờ anh biết em giận hơi quá đáng rồi chứ gì, đúng không? Tại thấy tôi là lạ đúng không? Kiểu như mà tôi kiểu sinh vật lạ anh mới giỡn vậy chứ gì, đúng không hả? Mày lần mày làm thiệt rồi. Mày